Mr. Teen Vlog nghịch cảnh đam mê làm YouTube, dòng đời đưa đẩy đi bán xe. Ok, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Teen. Dẫn câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Teen, Mr. Teen đồng hành cùng bạn trao chỗ niềm tin. À, hôm nay là thứ ba. Còn 2 ngày nữa là sẽ đi hội nghị nha. Thứ năm anh em nào chưa đăng ký kênh của Teen, nhấn nút đăng ký để cập nhật những clip mới nhất, anh em có thể cập nhật ngay ha. Và thứ năm này Teen sẽ đi hội nghị thì gửi đến cho anh em sớm nhất ha. Hôm nay sẽ quay một cái clip nói về xe nhập khẩu, tại nhiều bạn nói về kêu anh Teen ơi làm về xe nhập khẩu với mai em, thì anh sẽ làm cho em về xe nhập khẩu ha. Có nên hay không nên mua xe nhập khẩu? Ở đây có chiếc gì đây, chiếc Rider Sachia của một bạn của Teen, các anh em có thể lấy, đây là xe nhập khẩu ha. Thì em quay xa xa ra cho thể thấy bạn thấy chiếc xe nhập khẩu luôn ha. Ok ha. Rồi, Sachia này là của Suzuki. Có nên hay không nên mua xe nhập khẩu? Giờ mình Teen sẽ phân tích một số vấn đề để anh em tự nhận định nên hay không mua nên mua nha. Thứ nhất, xe nhập khẩu là xe nhập khẩu không có trực tiếp nhập về một cái cửa hàng. Chẳng hạn như các bạn vô một cái cửa hàng A nào đó, các bạn mua một cái xe nhập khẩu, thì cửa hàng A đó không có nhập trực tiếp từ, thí dụ xe Sachia này là từ Indo đi, đúng không? Sachia là Indo, thì không, cửa hàng A đó không có nhập trực tiếp từ Indo về Việt Nam bán, mà nó sẽ thông qua một cái công ty. Thì một công ty đó là chuyên, để chức năng của nó là chuyên nhập khẩu xe. Thì nó sẽ nhập chiếc xe đó từ Indo về cái kho của nó, rồi nó để cái xe trong cái kho đó, thì cái cửa hàng A đó bắt đầu mới lên cái kho đó lựa xe mua đem về. Thì cái quy trình nó là như vậy. Thì các bạn biết là chiếc xe từ, ví dụ chiếc Sachia này từ, Sachia từ Indo qua Việt Nam như vậy, thì từ cái lúc mà nó được sản xuất từ Indo xong, nó được lên container xong, nó đóng hàng đi đường biển đi về Việt Nam xong, rồi nó nằm trong cái kho của tổng công ty đó một thời gian nữa ha. Xong rồi cái cửa hàng A đó bắt đầu mới lên lấy chiếc xe này, mua chiếc xe này về cửa hàng để bán cho các bạn. Thì các bạn nghĩ chiếc xe này là sản xuất trong bao lâu rồi? Thì nó ít nhất là cũng cả năm rồi, đúng không ạ? Tại vì xe sản xuất ra rồi một thời gian rồi, đóng container qua Việt Nam ít nhất cũng cả tháng nữa, rồi nằm trong kho đó một biết bao lâu nữa. Các bạn vô các kho của xe nhập khẩu các bạn sẽ thấy hả, xe đóng một lớp bụi dày cui luôn ha. Thì các bạn nghĩ đi, trong quá trình vận chuyển nó nhập cả ngàn, hai ngàn chiếc, đâu phải là nhập một, hai chiếc của bạn về. Nó nhập rất là nhiều xe về ha. Trong quá trình vận chuyển, cày xước, bụi bẩn, thay linh kiện trong xe chưa nói nữa ha. Biết bao nhiêu thứ rủi ro. Mà vận chuyển đường biển thì hơi nước biển, muối ăn mòn sơn, chưa nói nữa. Rồi về tới kho, thì về tới tổng một cái kho của một công ty, thì cả ngàn chiếc xe trong đó, thì bụi bẩn bám, tin đảm bảo bám đầy luôn. Rồi người quản kho hay cái gì các bạn có biết bị gỡ linh kiện hay không không? Các bạn có kiểm soát được cái vấn đề đó không? Thì nói thì đi diễn hành nè, đây là một chiếc kia nè. Anh bạn này xài rất kỹ nè. Các bạn hay nói là xe Việt Nam hay bị nổ sơn nè. Mà bạn, các bạn xe nhập khẩu không? Cũng nổ sơn bình thường chứ có gì đâu. Cũng y chang xe Việt Nam thôi, chả khác gì cả, cũng bị nổ sơn ha. Thì vậy mình đừng có nói xe nhập khẩu là tốt hơn xe Việt Nam, đó nên coi lại nha. Nên coi lại. Thế các bạn thấy cái sự rủi ro của xe nhập khẩu hay không? Các bạn đâu hoàn toàn đâu có kiểm soát được cái rủi ro đó. Và khi xe cửa hàng người ta bán xe nhập khẩu cho bạn là người ta bán không có bảo hành. Nên nhớ điều đó, không có bảo hành nha. Không có cửa hàng nào dám bảo hành cho các bạn, hiếm lắm mới có một hai cửa hàng người ta mới dám bảo hành cho các bạn thôi. Còn ngoài ra là không bảo hành, hư tự chịu. Về kho, thứ nhất là xe không biết xe đời nào, sản xuất khi nào, rồi có biết luộc đồ hay không, rồi cày xước là có phải đi tút lại hay không. Anh Teen cho em đặt một câu hỏi nha. Có một số cửa hàng á là không bảo hành, nhưng mà lại có một số ít cửa hàng người ta lại bảo hành 3 năm như xe máy của Việt Nam vậy đó. Thì trường hợp bảo hành đó là sau này mình quay lại là người ta sẽ bảo hành như thế nào? Cái đó là Teen chưa bao giờ chứng kiến cái điều đó, nhưng mà theo Teen đó nha, cái này theo Teen thôi. Nếu bảo hành thì dữ lắm, bảo hành khung xe với cái động cơ, chứ dàn mẫu ngoài chắc chắn không bảo hành rồi. Rồi Teen cho nói là cho dù bảo hành khung xe động cơ, cho là bảo hành dàn mẫu luôn. Rồi Teen nói thí dụ đi, dàn mẫu bị hư, bị nổ sơn,
cái động cơ bị hư. Không lẽ vì một chiếc xe của bạn mà người ta nhập một đơn hàng từ Indo về đây thay cho bạn? Vậy là có nó sẽ có chuyện đó không? Vậy là bạn sẽ... tự suy nghĩ đi ha. Có nghĩa là có bao giờ các bạn nghĩ người ta bỏ tiền ra ta nhập từ Indo về, người ta thay cho bạn cái linh kiện đó để cho chính hãng không? Hay là người ta mua những cái linh kiện của những dòng xe khác thay cho bạn? Hay là người ta mua đồ Trung Quốc thay cho bạn? Tự suy nghĩ, tự đánh giá. Còn Honda Việt Nam bảo hành thì sao? Honda Việt Nam bảo hành tại vì Honda sản xuất xe thì có bảo hành xe, thì có sản xuất phụ tùng thì chắc chắn chính hãng. Còn xe nhập khẩu thì tự đánh giá ha. Tin không có nói là có hay không có nha, tự đánh giá. Ok ha. Rồi mình nói về cái vấn đề nè, là trong quá trình vận chuyển, rồi trong quá trình du co xe này nọ kia có biết thay đồ hay không thì Tin không biết, cái đó tự đánh giá ha. Thì các bạn đâu có kiểm soát được cái xe này á, là thực sự nó có nguyên vẹn hay không. Chày có thể đi tuốt lại được mà, đúng không? Tem này có thể làm tem giả được. Động cơ thay một linh kiện gì đó ra thì mọi thứ nó lại là khác biệt nữa rồi. Ok à, tự đánh giá nha. Thì các bạn thấy một cái quy trình từ Indo nó về đây nó wow rất là nhiều không. Rồi về giấy tờ. Giấy tờ Tin hứa luôn, những người nào mua xe nhập khẩu sẽ hiểu. Ít nhất sau khi mua xe một tháng mới có giấy tờ. Tại vì giấy tờ xe đi trước luôn luôn vậy. Xe đi trước, giấy tờ sẽ đi sau. Hai giấy tờ mới về cửa hàng sau. Thì mua xong về ít nhất một tháng mới có giấy tờ để làm biển số. Chả lẽ mua về để xe ở nhà một tháng sau mới được lấy xe đi. Là Tin nói là một tháng là nhanh á. Có những xe 2-3 tháng, 3-4 tháng mới có giấy tờ. Cái đó là chuyện rất bình thường. Có nhiều bạn comment cho Tin điều đó rồi. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai ha. Có những xe người ta nói là mua là có giấy tờ liền. Vẫn có. Lý do sao biết không? Là cái xe đó nằm ở cái cửa hàng đó 2-3 năm rồi. Giờ bạn mới đút đầu vô bạn mua thì dĩ nhiên nó sẽ có giấy tờ liền ha. Còn nếu mà xe mới nhập về này nọ kia mà lấy liền á là mơ thì không có. Ok, chắc chắn các bạn điều đó luôn ha. Còn xe Honda bạn mua, thứ nhất Honda Việt Nam bạn mua, mua tại cửa hàng có xe liền, có giấy tờ, có ABC đầy đủ ha. Mua 2-3 ngày sau có biển số đi liền, chất lượng là ngang hoặc hơn, phụ tùng hư có đồ chính hãng thay ha. Còn xe nhập khẩu phụ tùng hư thì hên xui ha, mà giá phụ tùng là trên trời, tự đánh giá. Ok ha. Thì đó là những cái phân tích của Tin là nên mua hay không nên mua xe nhập khẩu. Thì nói thẳng là nãy giờ Tin đang chê xe nhập khẩu luôn á ha. Tại bản chất nó là vậy, không có gì chê cả. Tại bản chất nó là vậy, Tin không chê xe nhập khẩu không tốt, nhưng mà Tin đang nói là rủi ro từ chiếc xe, từ cái nước mà sản xuất ra về Việt Nam rất nhiều rủi ro. Khi về đến Việt Nam thì chiếc xe này chắc gì đã nguyên vẹn, rất là nhiều rủi ro. Ok ha. Rồi về giấy tờ, Tin đang nói về giấy tờ ha. Rủi ro về hư hỏng xe mình không nói, về giấy tờ thì lại hên xui, mua xe về chùm mền 1-2 tháng sau mới có thể lấy được biển số. Ok ha. Và tiếp theo đó cuối cùng là về bảo hành bảo dưỡng. Ai mà bảo hành bảo dưỡng thì tự phân tích ha, các bạn lớn rồi các bạn có thể tự đánh giá cho mình cái điều đó. Vì vậy mua xe phải dùng cái đầu chứ đừng có dùng con mắt. Dùng con mắt nhìn thấy người ta chạy bắt trước mua rồi hối hận, phải nhìn cái đầu suy nghĩ nha. Làm cái gì sống à, trên đời này làm cái gì cũng phải nhìn cái đầu chứ đừng có nhìn con mắt. Ok ha. Rồi thống nhất vậy ha. Rồi nếu các bạn nào coi kênh của Tin lần đầu nhớ đăng ký ủng hộ để clip tiếp theo có thể cập nhật được ngay nha. Những câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Tin đồng hành của bạn trao chọn niềm tin. Bye bye. Bùm 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 bùm. Xem clip vừa rồi của Tin nha. Nếu anh em thích kênh của Tin thì đầu tiên hãy nhấn đăng ký. Tiếp theo hãy nhấn chuông này thì khi có clip mới nhất anh em sẽ nhận được ngay. Ngoài ra anh em không biết tìm kênh của Tin ở đâu thì anh em hãy đánh chữ Mr. Tin vào tìm kiếm của YouTube, anh em sẽ tìm được kênh của Tin ngay. Rất mong anh em trên cả nước nói chung và anh em ở tỉnh Long An nói riêng sẽ ủng hộ kênh của Tin nhé.